anh em cần một chiếc camera hành trình nhỏ gọn, xem được trên điện thoại, có thể ghi hình tắt máy để bảo vệ xe nhưng giá phải hợp lý. Thì camera hành trình quốc dân Gnetronic chính là một option mà anh em không thể bỏ qua. Nhỏ gọn, thẩm mỹ, phù hợp với nội thất của xe, dễ dàng xem video và tải file về điện thoại. Chế độ Parking Mode bảo vệ xe mọi lúc, cùng công nghệ bảo vệ bình xe, tùy chỉnh thời gian ghi hình và điện áp của bình. Chỉ hơn 2 triệu mà đổi lại sự an tâm ngay cả khi lái xe và đổ xe thì anh em ngại gì không liên hệ ngay cho em shop để chốt đơn.